đó đi vô nhà, thằng này đừng có leo lên cây quá té. Sao anh xuống đây thầy vô nhà đi, chiều tối rồi. Thôi cái bên này, bên này. Ôi, làm gì vậy Dũng? Ủa, Dũng Hoàng à... Hẹn hò nơi chốn công viên mà làm gì nghịch nghịch dưới đất vậy? Không có, tự nhiên á, cái máu mà em yêu khoa học của em á, nó nổi dậy. Cho nên là em thấy bài kiến đang đây nè, các em nghiên cứu. Em thấy hả, mấy con kiến này nè, nó sống sao mà nó nề nếp ghê anh. Tự nhiên. Đúng rồi, nó sống có kỷ luật nha, đó. Ví dụ đi đâu là đi theo hàng, theo lối đàng hoàng, chứ không có lấn đường người này người kia không. Đó, con này đi trước, con này phải đi sau. Con kia đi sau nữa, cứ đi nói tiếp nhau mà về hang. Đó, tính thậm chí mà kiến mà con nào bị thương là sẽ có con khác nó tới nó ứng cứu, nó tha đi liền. Nó lôi về tổ liền. Nó đoàn kết vậy luôn hả anh? Đó, kiến mà đoàn kết từ trước giờ rồi. Em mê kiến vậy sao? Thì đó, em mê mấy loại côn trùng lắm. Ông ấy thay vì bữa nay anh em mình chỉ đi cà phê thôi thì uổng phí thời gian lắm. Dạ. Mình đi khám phá thế giới về kiến đi. Mà tiết lộ cho em biết nha, bây giờ phong trào bây giờ mọi người đang là nuôi kiến đó. Nuôi kiến? Kiến cảnh. Ủa, đó giờ em thấy chó cảnh, mèo cảnh, cá cảnh đâu mà có kiến cảnh nữa hả? Vậy mới ghê. Có luôn hả? Có luôn, đừng khinh thường loài kiến. Đừng tưởng nhà nào cũng có kiến. Đừng tưởng kiến mang lại phiền phức cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta để đồ ăn ở bên ngoài sơ suất không cất vô tủ lạnh là kiến nó bu. Không đâu, bây giờ kiến giống như là một người bạn đồng hành với mọi gia đình luôn á. Trời ơi, nghe nói thấy ham quá, nhưng mà thật sự là má em không cho nuôi. Không, vậy? Đem kiến về sợ hao đường ở nhà quá. Thì quan trọng là cái cách nuôi của mình. Ủa anh ơi, mà cái kiến nuôi á đẹp không? Trời ơi, bao đẹp luôn. Trời ơi, đẹp là má cho nuôi, tại vì má em á thích ngắm cái đẹp lắm. Vậy đi vài bước là tới liền. Đi anh. Chào mừng quý vị đang đến với Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những bé kiến có chủng loại ra sao, nguồn thức ăn như thế nào, mà tại sao bây giờ xu hướng mọi người đang thích nuôi kiến cảnh mọi người nha. Nào, hãy cùng đồng hành với Hoàng Đáp Bơ và Huỳnh Nhung đi thôi. Đi. Thú vui nuôi côn trùng không phải là điều mới lạ với nhiều khán giả. Nó còn gắn liền với tuổi thơ rong chơi ngoài đồng, bắt dế, bắt con bộ củi. Tuy nhiên, trong chương trình hôm nay, Chuyện Đó Chuyện Đây muốn mang đến cho mọi người kiến thức về cách nuôi một loại côn trùng khác, nuôi kiến. Theo anh Minh Nhật chia sẻ, kiến có nhiều chủng loại khác nhau. Riêng chỗ của anh đã có hơn 6 loại kiến. Những loại kiến này không phải là những chú kiến mà quý vị thường thấy trong nhà, mà là những chú kiến cảnh được anh mua về theo đàn. Tuy nhiên, việc nhìn những kiến trúc sư tí hon này đục lỗ, lấy thức ăn, bảo vệ kiến chúa, sinh hoạt có tổ chức và kết nối chặt chẽ sẽ khiến người nuôi cảm thấy có thêm động lực trong cuộc sống. Hay đơn giản là cảm thấy bình yên khi nhìn chúng bò qua lại trong tiểu cảnh bên kênh tổ. Nhạc ơi! À. Đây, đây rồi! Khỏe không anh? Khỏe, lâu lắm rồi gặp em. Giới thiệu với anh, đây là Huỳnh Nhu, bạn của Rapper. Còn giới thiệu Huỳnh Nhu, đây là anh Minh Nhật. Dạ, chào anh. Hân hạnh quá, toàn người đã tiến tới thăm. Đây là anh chủ cửa hàng vừa bán cá, vừa bán kiến. Mà chăm sóc cho tất cả các khách hàng rất là tận tình luôn. Ơi mà anh ơi, anh có thể nào cho em mượn một cái này để em... Đấy, cái được không ạ? Em thích cái nào, thích nào? Cái nào cũng được anh. Đây, thí dụ đây là gọi là cái sa hình. Sa hình á? Sa hình dành cho bé kiến. Cho anh có thể nào kể cho em những cái loại kiến mà em không biết không? Ví dụ như kiến càng, kiến riện, rồi kiến ba khoang rồi là em biết hết rồi đó. Thật ra kiến ba khoang này nó không phải họ kiến đâu, nó họ bọ canh cứng. Còn kiến thường mình gọi tên khoa học không à. Tại vì tên thường Việt mỗi vùng miền nó kêu mỗi tên khác nhau nên nói khó nhận diện, khó định danh lắm. Thường là các loại kiến nhà như kiến lửa, kiến đen, kiến hôi, kiến gió thì mình có tên. Còn mà kiến cảnh á, là gần như không có tên thường Việt luôn. Tại vì kiến cảnh là người ta chọn lọc những cái loài mà đặc sắc, những loài lạ, những loài hay người ta nuôi. Mà những loài đó thì cuộc sống hàng ngày ít gặp nó nên người Việt mình không đặt tên cho nó luôn. Vì sao anh có niềm đam mê này? Niềm đam mê này xuất phát từ lúc nào? Thật ra thì mình yêu động vật nhiều lắm. Từ nhỏ thì nghiên cứu nhiều thứ rồi. Còn nói mà nuôi kiến á, thì đúng là cũng một cái sự tình cờ. Cuối năm 2018 đó thì mình dọn nhà, thì chắc nhiều người dọn nhà lúc mà dọn dẹp thì cũng gặp đàn kiến này đàn kiến nọ, thì ai cũng muốn thủ chai thuốc xịt kiến, lúc đó định xịt nó đi, nhưng mà dở cái miếng gạch lên là thấy cả một đàn kiến, còn là kiến con ấu trùng đâu không à. Con lớn mình giết nhưng mà thấy con non nên mình lại động lòng, nên lúc đó không định giết nó, đem ra ngoài vứt thì sợ hàng xóm người ta chửi, mày đem kiến vứt ra ngoài.
nghĩ tới tiếng không được, lui không được, nên thôi giờ mình bỏ nó vô cái xô quản nó thôi, giết thì không đành rồi. Thì từ đó quản nó được một thời gian rồi nghĩ cách cho nó không ra ngoài, nó phá thì quăng đồ ăn nước uống vô nó cũng sống. Từ đó bắt đầu mình mới thấy con này nuôi nó cũng vui. Thì nghiên cứu thêm nữa mình mới thấy là thế giới người ta nuôi rất là nhiều, nuôi rất là đẹp, chứ không có đơn thuần giống như mình là bỏ vô cái xô cái chậu đâu. Thì từ đó mình mới nghiên cứu dần dần mình có được cái gian hàng nhỏ nhỏ như hôm nay. Trời ơi, trải qua 4-5 năm giờ phát triển thành cả một cơ sở như vậy là quá tuyệt vời luôn. Và đến với anh Minh Nhật là bảo đảm cả một bầu trời kiến thức mới luôn. Ủa nhưng mà sao mấy con kiến kia thì em đi ngoài đường gốc cây rồi em bắt được, còn nếu mà mấy con kiến này thì bắt ở đâu anh? Bọn này á thì nói chung đã nuôi cảnh rồi, người ta thích nuôi độc lạ hoặc là nuôi những loài nào mà nó phù hợp với nuôi cảnh thôi. Thì bọn này thật ra xung quanh mình cũng có thôi nhưng mà ít gặp. Dạ. Như vậy là xương xương sơ sơ ở trong tiệm mình đang có bao nhiêu loại kiến ? Sơ sơ thì hiện giờ cũng có khoảng 6 loại kiến. 6 loại kiến là thịnh hành, mọi người cảm thấy đam mê. Còn kiến nhà thì bao la. Dạ, kiến nhà nhà nào cũng có mà. Cũng quan trọng là những loại kiến quý hiếm vậy nè là bên nhà mình có hay không thôi. Với lại em thấy mà nuôi như vậy là rất là tỉ mỉ để mình làm cái chỗ cho nó ở nè. Đúng. Ngoài ra là mình còn phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều. Đó, rồi anh thấy nhưng mà trong cái việc nuôi này nó có gì khó khăn không anh? Thật ra công sức không nhiều đâu. Cái mô hình nuôi kiến này là dành cho những người mà không có thời gian nhiều. Nó rất là gọn. Nó nên chủ yếu là cho ăn, cho nước rồi dọn dẹp vệ sinh khi nào cần thôi. Thường là một hang là một đàn kiến, một bầy kiến. Kiến tập tính nó sống theo bầy. Dạ, nhưng mà trung bình nó là bao nhiêu con là một đàn anh hả? Tùy loài, nhưng mà có loài thì vài chục con, 100-200 con, có loài vài chục ngàn con cũng có. Nó sẽ phụ thuộc vào cái loài kiến. Thí dụ như giờ cái tổ khoảng nhiêu đây? Thì khoảng bao nhiêu kiến thì là phù hợp ? Riêng như cái tổ này và nuôi cái loài kiến này kích thước trung bình này ha, thì sức chứa nó tầm khoảng 100-500 con là phù hợp. Còn loài nhỏ hơn thì sức chứa nó khoảng vài ngàn con cũng được. Nếu mà để nó vô đông như vậy rồi lỡ nó có ẩu đả nhau không anh? Cùng đàn thì không bao giờ đâu. Dạ. Ghê thiệt. Em cho con kiến khác, đàn khác vào là nó đấm nhau ngay. Ghê. Là tập tính phòng vệ của tụi nó. Hay gì ta, là tranh chấp liền. Đúng rồi. Còn những cái mô hình địa đạo vậy nè là mình chế tác bằng thủ công. Đúng rồi. Chất liệu là như thế nào vậy anh? Chất liệu nó có nhiều lắm nhưng mà ở đây chủ yếu là một loại vật liệu xây dựng gọi là y tông. Bê tông. Y tông. Y tông. Y tông. Nó khác bê tông. Bê tông cứng hơn. Đúng rồi. Y tông mềm mại. Bê tông mình đục không nổi. Với lại em nghĩ là cái hang này là chắc là anh sẽ làm thủ công mà theo cái cảm hứng của mình thôi chứ đâu có mà khuôn mẫu anh ạ. Đúng rồi. Có những cái mình làm thủ công cảm hứng, có những cái thì có khuôn mẫu. Dạ. Đố em nha Dung. Dạ. Kiến ăn gì? Kiến ăn đường. Cũng đúng. Ăn mật, ảnh mới chỉ em hũ mật này. Đúng rồi. Đó. Uống nước. Dạ. Kiến dễ nuôi mà. Đó là cái nguồn dinh dưỡng của nó. Còn cái mùa sinh sản thì sao? Có bây giờ anh chứng kiến được cảnh mà kiến sinh sản ở trong tổ mà và chúng sinh sản ở trên mặt đất hay là ở dưới hang? Đó đó, cái này chính là cái đam mê của người nuôi kiến đây. Mình nuôi con gì cũng vậy chứ mà mình thấy nó đẻ, mình thấy nó chăm con, mình rất là thích, coi như mình thành công rồi. Nuôi một con mà sinh sản là mình thấy rất đúng là thích. Đúng rồi, sinh sôi nảy nở mà. Thì kiến cũng vậy, trong quá trình nuôi, nếu mình chịu để ý, mình nắm được tập tính nó, mình sẽ thấy được quan sát cái con kiến chúa nó đẻ trứng, cả cái giai đoạn nó đẻ thành cái trứng nhỏ rồi bắt đầu nó chăm sóc thành một cái trứng to hơn thành ổ trùng, giai đoạn phát triển đó. Dạ. Là ổ trùng thì cả cái giai đoạn đó cũng rất là thú vị. Đó là cái một trong những cái thích của người nuôi kiến nè. Cái nào cũng vậy, đi đầu mà thì rất là nhiều người kỳ thị. Chưa kể là côn trùng nói chung, kiến nó riêng thì ở người Việt mình có cái quan điểm rất là xấu về tụi nó, là độc hại nè, phá hoại nè, xấu dơ bẩn nè, nói chung mọi cái xấu đều gom cho tụi nó hết. Thì mình làm ngay cả người nhà mình lúc đầu cũng không có thông cảm đâu, thì cũng bảo mày làm chuyện vớ vẩn, chuyện rùi bu này nọ. Nhưng mà dần dần mình cũng chứng minh được là nó có cái hay của nó. Nó sẽ đẻ ở dưới hang. Ủa sao mình phải che miếng này chi vậy anh? Kiến tập tính nó là trong tự nhiên nó làm tổ ở nơi tối. Nó rất là ngại ánh sáng. Nên khi mình chơi, mình quan sát nó thì mình mở ra thôi. Còn bình thường mình che lại để tụi nó không bị stress. Kỹ ha. Ủa là một đàn nó như vậy là sẽ có một con kiến chúa? Đúng rồi, hầu hết các loài kiến thì sẽ có kiến chúa, hầu hết luôn. Thì trong một đàn phải có con kiến chúa. Bắt đầu anh mở ra thẳng cho em coi nha. Em Nhung nhìn được không? Con nào kiến chúa, con là kiến thợ. Đây hình như có con bự nhất đúng không anh? Kiến chúa là bự nhất đúng không anh? Đúng rồi em, con to nhất. Con này nè, con này mới bự nè. Sai luôn rồi em. Sai luôn rồi. Chết không giờ. Đây nè, con to nhất nằm ở đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè.
bự nhất luôn. Dạ. Nhìn cái bụng kìa, nhìn thấy là trứng không có đỏng rồi đó. Con em thấy lúc nãy là con kiến lính thôi. Tức lính là nó phải bự con để nó làm trách nhiệm phòng vệ, phòng thủ. Thật ra cái này mình cũng mô phỏng tự nhiên thôi. Trong tự nhiên á, cái đàn kiến á, tụi nó cũng xây tổ. Thì mình còn cái hang nào mà nó lớn hơn cái này không anh? Đàn hang nhỏ quá. Thật ra như trong nuôi kiến cái này là to đó, nhưng mà to hơn nữa thì vẫn có. Cho có những đàn siêu khủng. Wow. Bây giờ mình đi xem cái tổ kiến to hơn ha. Dạ, ok, sẵn sàng. Qua đây. Đây xin phép giới thiệu mấy bạn ha. Đây là một cái dòng kiến to hơn, đặc sắc hơn. Wow, wow, kiến tặc tạ. Nhìn rất là ngầu. Con ghê ha. Nhìn nó đô thiệt á anh ha. Ủa. Rất là ngầu. Kiến này tên gì anh Nhật? Con này mình hay gọi là trap jaw. Trap jaw. Đúng rồi. Tức là kiến bảy hàm á. Bảy hàm luôn. Tạm dịch ra vậy. Ghê không? Hàm nó rất là sắc. Ôi vậy nó cắn nó đau lắm à. Cũng khá đau á. Ủa mà anh Nhật ơi, nãy em nói là kiếm em cái tổ nào to hơn tổ này bằng tổ kia mà. Này này nha. Đây, biết liền. Cái này là đây là tổ, một cái tổ to siêu khủng luôn ha. Cũng không gọi là siêu khủng gì đâu, khủng thôi. Dạ. Đây cái này là mình làm thủ công này. Tất cả đều là cái gì, y tông. Đúng rồi, y tông. Ủa là nó có hang là ba mặt luôn hả anh? Đúng rồi. Ủa sao anh làm mấy đường địa đạo bên trong hay vậy ta, trong khi bề mặt đều khoảng ở trên dưới và hai bên luôn? Thì cái này chịu khó dùng tay kết hợp với máy để đục thôi. Đục, mình đục. Chính xác là đục. Đục đẹp quá ha. Wow, nhìn hoành tráng quá. Thì cái loại tổ to như vậy nó hợp cho kiến nào à? Cho bé kiến chắp cha này không? Thật ra thì tổ to nó sẽ phù hợp với đàn to. Đàn đông. Đúng rồi, đàn đông. Cũng giống như mình mà nhà mình có 2-3 người mà ở cả cái chung cư á, cũng dễ bị stress lắm. Con kiến nó rất dễ bị stress. Đó, nên đàn to thì phải ở tổ to, đàn nhỏ ở tổ nhỏ. Dạ. Nó mới phù hợp. Hạn chi là con kiến bự bự này chắp cha thì cái đàn số lượng cũng có hạn, nên là cái số lượng và cái kích thước của cái đàn của cái tủ mình vậy là ok rồi. Đúng rồi. Mà hình như là cái này là dưới địa đạo, trên này cái địa hình hai cái ráp lại đúng không nè? Đúng rồi. Đâu ráp cho thằng coi với. Cái này mình gọi là cái phần tiểu cảnh. Đẹp chưa? Ghê nha. Cái này lọc đây nha. Hôm nay sẵn có dịp hai bạn tới đây ha, mình cho trải nghiệm cái cảm giác mà làm tổ kiến. Dạ. Đây là cái tổ gọi là đục tương đối ổ xong rồi đó ha. Đây là cái tổ mà mình mới có sơ đục sơ bộ thôi. Dạ. Mình làm thử cho Nhu xem nha. Dạ. Đây là làm cái tổ kiến này. Mình dùng dụng cụ đơn giản thôi chứ không phải dụng cụ chuyên đâu ha. Nhưng mà ý nó là những người mới tham gia đều có thể tự làm cái tổ kiến ở nhà được. Thì tu vít thôi. Ủa. Tu vít thôi. Có như vậy. Đục ra. Đó. Đục chừng nào mà nó ra hang ra tổ thì thôi. Tốt nhất á là để thẩm mỹ mình lấy cái viết chì mình vẽ trước. Dạ. Đó. Đây. Hơi bụi nha mọi người nhớ ngâm. Thấy không? Đục chút bắt đầu nó có lỗ thì mình phải kiên nhẫn. Dạ. Rất là kiên nhẫn. Nên làm cái này, một cái tổ này mình làm nó mất cả ngày, còn cái tổ to đục mất mấy ngày. Dạ. Đó. Mình vô thời. Đây. Đó, từ cái lỗ đó mình bắt đầu phát triển ra những cái đường đi khác nhau. Đấy, mình xác định cái cửa vô nó, ví dụ là cửa đúng vô rồi. Ngay đây. Đúng rồi, em muốn xác định đâu thì em xoáy một cái cửa vô. Khởi nha. Đục mạnh tay quá sợ lủng qua bên kia luôn. Đấy. Cái nào cũng rành quá ta. Anh nhà cũng hay khoan tường á. Thật ra là này mình đục để biết cái cảm giác làm tổ thôi, chứ cái một cái tổ kiến mình có bản thiết kế hết. Tức là đủ thứ các kiểu, cái gì ở đâu, cái gì ở đâu mình có sẵn hết. Đó là nhà vệ sinh ở đâu, sân thượng, sân phơi ở đâu, giếng trời ở đâu, chỗ phơi nắng ở đâu. Quan trọng là phải đầy đủ cái hệ thống điều hòa dành cho cái tổ. Đúng rồi, mình có làm luôn cái hệ thống điều hòa. Mấy cái tổ này không có thôi, chứ từ những cái tổ xịn này không có. Nhưng mà cái nào mà có điều hòa khách ôm đi hết rồi. Vậy là có điều hòa luôn. Đúng rồi. Hay quá, người ta xịn quá. Nhưng mà cái trường hợp mà mấy bé kiến bò ra ngoài á Nhật, thì lỡ lạc luôn mấy bé thì sao? Nói chung nuôi kiến, việc tiên quyết đầu tiên là làm tổ phải kín để nó không ra ngoài thôi. Còn khi nó ra ngoài thì chấp nhận bắt nó về. Ủa khó vậy? Ví dụ như tổ này đi thì có lỗ nè, lỗ thông hơi nè, bắt buộc phải có rồi. Đúng, không. Cái này á là mình có cái lỗ để mình khóa lại, còn thông hơi nó sẽ thông hơi ở đây. Lưới thông hơi bằng lưới thông hơi. Sẽ có những cái độ chỗ bên đây là vậy là an toàn rồi, đâu sợ. Với cả xung quanh ở đây nó cũng thoáng khí hết chứ nó không phải kín tuyệt đối đâu. Tức là nó kín đủ để con kiến không chui qua lọt. Chứ không khí thì vẫn không hơi được. Hoàng hiểu rồi. Chứ lúc đầu Hoàng đang tính tư vấn vô hình Nhu á là mình làm mấy cái đê
ở xung quanh, giống như tường thành ngày xưa của lâu đài Nhật Bản á, làm nước ở xung quanh, mấy bé kiến chui ra ngoài cái gặp nước không ra được. À chưa, cái đó là chưa chắc đâu. Rồi. Một số là kiến rất là thông minh, tụi nó biết bắt cầu phao hoặc là bắt cầu trên cao luôn, tức là con này sẽ nắm chân con kia, nó đưa ra từ để nó bắt cầu nó đi ra. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa nhau? Kiến thông minh cực kỳ á, nuôi cẩn thận nha. Ừ, nên giữ được cái con kiến cũng là một cái thử thách đối với người nuôi kiến. Làm sao anh quan sát để thấy được dấu hiệu các bé kiến đang có dấu hiệu về sức khỏe? À, điển hình nhất là cũng giống như các loài khác là kiến nó bỏ ăn. Bỏ ăn là nó nhau. Đúng rồi, nó bỏ ăn là một dấu hiệu dễ biết nhất. Và tiếp theo những bệnh mà nó biểu hiện vật lý bên ngoài thì giống như là nó bị rung hay là nó bị cũng đúng hen. Ví dụ như kiến mà tự nhiên không có cái râu của nó bị co quắp lại nè, tay chân cũng bị co lại, à không chân thôi chứ không có tay, nó không còn sừng sững hùng dũng giống như bình thường là hay có dấu hiệu rồi đó. Đúng rồi, là mình phải xem cái đàn đó để thứ nhất tách cái mầm bệnh ra, hoặc là mình chuyển tổ, tại vì có thể trong tổ bắt đầu có mầm bệnh, mình phải chuyển nó đi để cứu cả đàn kiến. Chà, hay ha. Ủa làm gì vậy Nhu? Đây cái cửa này ở trên này nó đi xuống. À em ráp vậy đó hả? Đây. Sản phẩm em về được chưa? Đây. Sáng tạo vậy. Ủa thiết kế cái cấu trúc rồi cái kiến trúc ngộ nghĩnh gì Nhu? Không sao em. Dạ. Kiến nó là vật thể kiến trúc mà. Sáng tạo là vô giới hạn nên Nhu làm thoải mái. Thật ra đây là những ý tưởng rất là đột phá, nếu mà mình chịu đầu tư hơn nữa sẽ thu hút người chơi lắm. Dạ. Chứ như vậy nó cũng rất là nhàm chán. Dạ. Mình có cái mạch nước ngầm ở giữa này nữa nè. Đúng rồi. Trời ơi hay quá. Ta làm xong làm suối rồi vẫn ok. Như Nhu ở đây, Nhu đục cái hàng kiến nè, mình người mới thôi nhưng mà đục như vậy là rất là ok rồi. Đó, đó là cái độ sâu nó vừa đủ cho con kiến nó làm tổ, không sâu quá mà cũng không cạn quá. Sâu quá mình khó ngắm kiến, cạn quá con kiến nó lại cảm thấy không đủ an toàn. Dạ. Nhu đục này, Nhu mới xem bên đây thôi mà quay làm là tương đối ổn rồi. Ấy, vậy là Nhu vượt qua được thử thách này em. Dạ. Và nếu như sau này mà Nhu có những thắc mắc gì cần tư vấn á, hãy đến tìm anh Minh Nhật để anh ấy sẽ giúp cho Nhu tạo ra những thế giới động vật, đặc biệt là côn trùng về kiến rất là đặc sắc dành cho bạn, và chắc chắn là gia đình cũng rất là ủng hộ Nhu thôi. Dạ. Dạ, anh Nhật ơi, thật sự ngày hôm nay em tới đây á, em cảm thấy là mình mở mang tầm mắt ra, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đúng. Hồi đó giờ là mình thấy là nuôi là chó kiển, là chim kiển, là cá kiển, không ngờ hôm nay là em tới đây là biết được kiến kiển nữa. Mà thật sự là cái kiến kiển này nó rất còn mới ở thành phố Hồ Chí Minh mình luôn nha. Em thấy là nếu mà ai mà hay bị stress hay là bị gì đó một mình áp lực, đúng, thì mình cứ việc là tới đây tìm Minh Nhật, tìm tới những cái tổ kiến, những cái đàn kiến này. Đúng đó, mình cứ buồn mà để trước mặt mình nhìn vô một cái là cảm thấy là nó thư giãn đầu óc hơn đó. Chi phí đầu tư cũng không quá cao. Dạ đó, quá rẻ đó, nhưng mà nhìn nó thú vị lắm đó, nó độc đáo nữa. Thật sự là em cảm ơn anh rất nhiều đã đồng hành cùng chương trình cũng như là cho em biết được cái điều mới mẻ ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi cùng với Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, và kính mong tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ Chuyện Đó Chuyện Đây để chúng ta khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ này. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.